Ngọc Nhi và Tấn Nga, mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hiện các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, việc thiếu hụt nhân lực đang khiến cho nhiệm vụ giữ rừng, bảo vệ rừng trở nên khó khăn. Nguy cơ mất rừng luôn hiện hữu khi tình trạng vi phạm lâm luật ở Tây Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp. Vậy đâu là nguyên nhân cho việc thiếu hụt nhân lực cũng như lực lượng bảo vệ rừng không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ? Vấn đề rất đáng quan tâm này sẽ được chúng tôi đề cập cụ thể, bàn luận trong ít phút tới. Nhưng trước hết như thường lệ, mời quý vị khán giả cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Bến Tre đột kích căn chòi vắng, tóm gọn hàng chục con bạc. Chuyên mục nóng trên mặt báo, kiểm lâm bao giờ yên tâm sống để giữ rừng. Miền Nam giao mùa, nhiều người mắc bệnh hô hấp. Bảo tàng dưới nước với 93 tác phẩm điêu khắc. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Ba Tri bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà chòi thuộc phần đất của ông Nguyễn Văn Hoàng ở ấp An Nhơn, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng trinh sát bất ngờ ập vào căn chòi thuộc phần đất của ông Nguyễn Văn Hoàng ở ấp An Nhơn, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, phát hiện hàng chục con bạc đang sát phạt. Thấy lực lượng công an, con bạc tháo chạy ra vườn trái cây đều bị khống chế tại chỗ. Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản tạm giữ 15 đối tượng có liên quan cùng 3 bộ hột xí ngầu, 5 xe mô tô, 13 điện thoại di động các loại, số tiền trên người và trên chiếu bạc hơn 110 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 21 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang xác minh tin báo thủ quỹ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh là bà Nguyễn Thị Thùy Linh làm mất 6 tỷ đồng tiền nộp của học viên. Theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ngày 21 tháng 11, thì trong năm 2021, đơn vị này liên kết với Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế, tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp và liên kết với các trường đại học, đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm. Trong 3 tháng từ tháng 3 đến tháng 5, số lượng học viên đăng ký học chứng chỉ rất cao, nên ban giám đốc trung tâm đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chuyển trả cho trường theo các hợp đồng liên kết đào tạo, nhưng vì lý do dịch bệnh nên việc này bị trì hoãn. Đến đầu tháng 11, lãnh đạo trung tâm đã ký phiếu chuyển tiền cho Trường Đại học Sư phạm Huế, thì bà Linh mới báo số tiền hơn 6 tỷ đồng tiền học viên nộp này đã bị mất trên đường khi chuyển tiền từ cơ quan đến ngân hàng. Việc mất tiền theo bà Linh khai đã xảy ra cách đây mấy tháng. Tuy nhiên, thời điểm đó dịch bệnh bùng phát và vì lo sợ nên đã không trình báo với cơ quan. Hiện trung tâm đã đình chỉ công tác thu quỹ và tạm cử thu quỹ mới nhằm duy trì hoạt động trung tâm. Thưa quý vị, rừng Tây Nguyên, Đắk Nông, Đắk Lắk bị tàn phá, đất rừng bị lấn chiếm từng ngày. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này đó là lực lượng bảo vệ rừng không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, chọn lựa cái nghề giữ rừng không dễ, ở lại với rừng, giữ được cái nghề đó càng khó hơn. Chỉ với người làm công tác bảo vệ rừng mới hiểu được điều này. Đa số cán bộ kiểm lâm nhận việc bảo vệ rừng sống xa nhà, ngày đêm lặn lội trong rừng. Công việc như vậy nên họ không có điều kiện gần gũi với vợ con, dẫn đến những mất mát đổ vỡ. Thu nhập của người lao động bảo vệ rừng quá thấp, mức lương cố định, hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách có bằng đại học khoảng 4,6 triệu đồng trên một tháng, cao đẳng, trung cấp khoảng 4,2 triệu đồng trên một tháng, lao động phổ thông khoảng 3,9 triệu đồng trên một tháng. Ngoài lương, mỗi người còn được hỗ trợ 500.000 đồng trên một tháng tiền xăng xe để đi tuần tra rừng. Với mức lương được gọi nôm na là ăn cám giữ vàng, những người lao động giữ rừng đối diện với quá nhiều nguy hiểm, nhiều người bị lâm tặc tấn công, hành hung, nhắn tin khủng bố, đe dọa. Lâm tặc liều mạng, coi thường pháp luật, cho nên cái mạng của người giữ rừng mong manh lắm. Cái mạng mong manh không chỉ vì lưỡi dao hay mã tấu của lâm tặc, mà còn vì rừng thiêng nước độc, lũ quét, sạt lở đất. Mong manh hơn nữa là lăng tranh thiện ác, sự cám dỗ của vật chất sẽ biến cán bộ giữ rừng thành tay chân của lâm tặc. Để mất rừng cũng có nguy cơ tù tội, nói giáo cho lâm tặc cũng khó thoát cửa tù. Lực lượng mỏng, trang bị chống lâm tặc cũng mỏng nên rừng bị tàn phá từng ngày, kiểm lâm chịu nhiều tai tiếng. Người có trách nhiệm không an lòng khi rừng bị tàn phá, người có lòng tự trọng không để xã hội xem mình như lâm tặc nên họ nộp đơn xin nghỉ việc. Nói họ đầu hàng cũng đúng,
nhưng nói họ không được đối xử công bằng nên nghỉ việc cũng chẳng sai. Từ năm 2016 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã giải quyết đơn xin nghỉ việc chuyển công tác cho 48 người. Không chỉ lực lượng kiểm lâm, hai công ty lâm nghiệp Quảng Sơn và Đức Hòa, 3 năm qua đã có đến 37 lượt nhân viên bảo vệ rừng xin nghỉ việc. Cũng từ năm 2016 đến nay, Đắk Lắk có 4 công chức kiểm lâm xin nghỉ việc, 7 công chức chuyển công tác, 43 công chức xin nghỉ hưu trước tuổi và 3 công chức xin từ chức, xuống chức. Thưa quý vị, cán bộ, công chức kiểm lâm cho đến người lao động giữ rừng, đầu hàng, có phải do họ hèn yếu không hay do thiếu chế độ đãi ngộ và điều kiện công tác an toàn? Đi làm thì phải có thu nhập đủ sống, bảo vệ rừng thì họ phải được bảo vệ. Thiếu hai điều kiện căn bản đó sẽ không giữ chân được người giữ rừng. Vâng, có người giữ vàng mà đói quá sẽ có lúc làm bậy. Bị uy hiếp mà không tự vệ được thì tất yếu sẽ sợ mà buông xuôi, làm cho lâm tặc hoành hành. Rừng đang bị tàn phá hàng ngày, nếu không có chính sách phù hợp để chăm lo và bảo vệ lực lượng giữ rừng phù hợp. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, khu vực Nam Bộ hiện đang trong giai đoạn giao mùa, mùa mưa sắp kết thúc, thời tiết mưa nắng đang xen, lạnh về đêm và sáng sớm, khiến nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp, nhất là người cao tuổi và trẻ em. Mặc dù là việc đến hạn lại lên, song tình trạng gia tăng bệnh hô hấp ở thời điểm này năm nay rất đáng lưu ý khi nhiều người dân do lo ngại dịch Covid-19 nên không đi khám bệnh hoặc khám quá trễ, dẫn tới sự chuyển biến nặng và khó khăn trong việc điều trị, phản ánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ trong cảnh mưa nắng đang xen, ban đêm và sáng sớm se lạnh, nhiều lúc trời mù. Thời tiết giao mùa khiến nhiều người mắc các bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm xoang dị ứng, hen suyễn. Người có các bệnh lý nền, nhạy cảm với thời tiết, trẻ nhỏ và người cao tuổi là các đối tượng dễ mắc bệnh hô hấp ở thời điểm này. Những ngày gần đây thì do thời tiết nóng lạnh, cũng thấy hơi hụt hơi, khó thở chút xíu. Nên là mình đến đây để khám về cái chức năng hô hấp luôn. Giao mùa thì các bệnh lý hô hấp cũng đang xuất hiện trở lại, như làm cho người bệnh bị ho, bị nhiễm siêu vi như là cảm, như là cúm, và đặc biệt là những người mắc bệnh hô hấp mãn tính như là bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bệnh hô hấp gia tăng đáng lo nhất là ở trẻ nhỏ. Nhiều trẻ ít biểu hiện các triệu chứng ra bên ngoài. Trẻ chưa biết nói, không thể hiện được tình trạng bệnh cho cha mẹ. Trong khi nhiều phụ huynh do lo sợ lây nhiễm COVID-19 nên ngại đưa trẻ đến bệnh viện. Đi cùng được 2 tuần rồi. Ở nhà thì 1 tuần không lành, phải lên đây. Lên đây thì nó khám xét nghiệm với lại bị sốt nghiêm trùng với là bị viêm phế quản nữa đó. Cũng có một số trường hợp mấy bà mẹ ngại khám bệnh nên là để con ở nhà tự điều trị khá lâu. Nên là khi mà vô bệnh viện thì tình trạng bệnh của trẻ nó đã bị nặng, là đã có biến chứng, như vậy rất là nguy hiểm. Trẻ bị có biểu hiện bệnh hô hấp mà nếu mà có sốt cao, thở nhanh, trẻ lừ đừ bỏ ăn thì lúc đó mình nên đưa trẻ vào viện ngay. Theo các bác sĩ, trong thời điểm chuyển mùa, mọi người cần giữ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng qua việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, uống nhiều nước, bổ sung vitamin C, trái cây, giữ ấm cơ thể khi ra ngoài trời. Đặc biệt, thường xuyên mang khẩu trang để hạn chế bệnh hô hấp và phòng ngừa COVID-19. Thưa quý vị, nhằm tiến tới đạt mục tiêu tăng cường miễn dịch cộng đồng bằng vaccine, tỉnh Tiền Giang đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng là học sinh các trường trung học cơ sở và trẻ em. Tỉnh Tiền Giang phấn đấu đạt mục tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ 2 mũi cho đối tượng này đạt 100% vào đầu tháng 12 năm 2021 khi Bộ Y tế cấp đủ vaccine. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thống kê, lập danh sách đầy đủ trẻ em trong nhóm đối tượng tiêm chủng trên địa bàn theo từng nhóm tuổi và không để sót đối tượng. Trong đó lưu ý lập danh sách tiêm chủng cả những trẻ vãng lai, trẻ lang thang cơ nhỡ không có hộ khẩu thường trú nhưng có mặt tại địa bàn trong thời gian tiêm chủng. Tỉnh hiện có 145.000 trẻ em trong lứa tuổi này. Chuyển sang những thông tin về du lịch. Thưa quý vị, cuộc sống đã trở lại trong trạng thái bình thường mới tại thành phố Hồ Chí Minh với hầu hết các hoạt động kinh tế, du lịch, dịch vụ mua sắm, ẩm thực đã được mở lại. Thế nhưng, khi du lịch chỉ mới hoạt động cầm chừng, chủ yếu trong thành phố, dòng khách liên tỉnh và nhất là khách quốc tế chưa thể trở lại, thì cánh điều hiu vẫn bao trùm tại nhiều khu, điểm tham quan, mua sắm. Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau đây tại các khu chợ nổi tiếng chuyên phục vụ du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Một tháng rưỡi sau khi mở cửa trở lại, chợ Bến Thành,
ngôi chợ truyền thống lâu đời, tọa lạc giữa trung tâm quận 1 vẫn thưa thớt khách. Hiện toàn chợ chỉ mở cửa 20% gian hàng, chủ yếu là các sạp rau củ, trái cây, ăn uống, hàng thiết yếu. Vắng khách du lịch, đặc biệt là không có khách quốc tế gần 2 năm qua, ngôi chợ du lịch số 1 của thành phố Hồ Chí Minh trong cảnh điều hiu từ ngoài vô trong, khác xa cảnh tấp nập sôi động từ sáng tới đêm trước khi đại dịch. Hiện tại bây giờ cái số lượng khách rất là ít, thay vì 65%, chúng ta hiện tại giờ còn có 38% thôi. Nhưng chúng ta vẫn hy vọng ngày càng tốt đẹp hơn, góp một phần nhỏ bé vào để cho chợ đông và chợ vui là chợ Bến Thành. Hiện tại, chợ Bến Thành, chợ Nga, chợ ẩm thực dưới lòng đất đều phục vụ dân thành phố là chính. Tranh thủ thời gian nghỉ dịch vừa qua, các chợ cũng sửa sang tu bổ nhiều hạng mục để sẵn sàng đón khách. Chợ Bến Thành không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là tình cảm, là cuộc sống của thương nhân ở đây. Cũng hy vọng một ngày nào đó, khi mà công tác dịch bệnh ổn định rồi nhà nước mở cửa du lịch thì chợ Bến Thành sẽ trở lại sầm uất như xưa và lại được thấy nụ cười trên gương mặt của mọi người khi tới chợ Bến Thành. Hoạt động du lịch của thành phố Hồ Chí Minh đang dần trở lại. Các khu chợ du lịch cũng mong sớm được trở lại, vẻ sầm uất như xưa. Trước mắt là phục vụ cho nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân thành phố trong dịp cuối năm, lễ Tết sắp tới. Trong khi đó, thì những ngày qua, sau khi thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nối lại các chuyến bay Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Hà Nội và mở cửa đón khách du lịch, thì lượng du khách đến với Phú Quốc ngày một nhiều hơn. Trước tình trạng này, nhiều khu vui chơi giải trí tại Phú Quốc đã mở cửa hoạt động trở lại phục vụ du khách. Tạm dừng hoạt động hơn 4 tháng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, khu vui chơi giải trí này đã mở cửa hoạt động trở lại. Để đáp ứng nhu cầu cũng như tạo điểm đến du lịch an toàn, doanh nghiệp cải tạo cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng các yêu cầu, điều kiện của Tổng cục Du lịch cũng như Sở Du lịch Kiên Giang. Qua những cái buổi tập huấn của Sở Y tế cũng như Trung tâm Y tế, thì nội bộ chúng tôi đã xin đề nghị là phát triển thêm cái phần mở rộng với các đối tác. Thì cũng đã có 2 buổi tập huấn cùng với các đối tác là anh em vận chuyển cano ở trên biển cũng như một vài các anh em đối tác du lịch ở trên bờ. Thêm nữa như đây thì có các cái đơn vị khác như là các hiệp hội về hướng dẫn viên cũng như là doanh nghiệp mà chúng tôi lan tỏa được và chia sẻ được tất cả các cái phần chuẩn bị này. Và bây giờ mỗi ngày chúng tôi đều có những cái buổi sinh hoạt ngắn về đầu ngày cho công tác 5K cho chính các cán bộ nhân viên và các đối tác thường xuyên tới đây. Và cảm thấy rằng là du khách cũng thực hiện rất là tốt công tác của 5K cũng như các cái khuyến nghị khác cho du lịch an toàn. Còn với khu du lịch tại Hòn Mây Rút, dù mới mở cửa trở lại, nhưng trung bình một ngày có khoảng 200 khách du lịch đến đây tham quan, check-in, tắm biển. Mặc dù lượng khách đến đây thấp hơn so với trước đây, nhưng với sức hút và tiềm năng từ du lịch biển, đây là cơ hội, điều kiện tốt để doanh nghiệp đầu tư mở rộng và xây dựng mới các khu du lịch, tạo điểm nhấn, ấn tượng đẹp, thu hút du khách trong và ngoài nước. Trước đây thì mới, thì chưa có hoàn thiện lắm. Thì bây giờ, qua cái đợt dịch này, và cũng tiếp nhận đón khách quốc tế, thì mình đã làm, bên mình đã chuẩn bị chỉn chu hơn, tốt đẹp hơn và mang cho khách những cái gì đó mà thật sự đến đây có cảm nhận được. Song song với việc đầu tư cải tạo, nâng cấp khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch trên đảo Phú Quốc còn phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng các tour, tuyến, đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ, tạo sức hấp dẫn mới, khơi dậy tiềm năng du lịch, giúp đảo Ngọc bứt phá, tạo đà cho du lịch Phú Quốc phục hồi trở lại. Và bây giờ là phần tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, hồ Devil's Pad hay còn được gọi là nơi tắm của quỷ thuộc khu địa nhiệt Waiotabu của New Zealand đang thu hút sự quan tâm của nhiều người với làn nước có màu xanh lá trông rất lạ mắt. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng khám phá về hồ nước độc đáo này nhé. Theo các nhà khoa học, màu nước khác thường của hồ Devil's Pad được tạo thành từ sự tích hợp của khí hydro sulfur và muối sắt. Sự đậm nhạt của các vùng nước trong hồ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời và lượng khoáng chất theo từng thời điểm. Vùng nước có màu xanh lục nhạt, gần giống màu vàng, nơi có nồng độ lưu huỳnh cao. Phần có màu xanh lục đậm là nơi tập trung nồng độ sắt cao. Dù có tên đáng sợ, nằm trong vùng địa nhiệt có cả núi lửa, nhưng hồ Devil's Pad lại là một địa điểm đến yêu thích của nhiều gia đình. Họ đến đây chỉ để ngắm nhìn chứ không được phép bơi lội vì trong nước có chứa một loại axit đủ làm hại da. Thưa quý vị, bảo tàng dưới nước Musan tại Ayia Napa thuộc Sip có độ sâu từ 8 tới 10 mét so với mực nước biển.
Điểm độc đáo ở nơi đây chính là bảo tàng dưới nước này đang trưng bày khoảng 93 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Chào mừng quý vị đã đến với Musan, bảo tàng điêu khắc dưới nước bao gồm khoảng 93 tác phẩm nghệ thuật. Chúng được đặt ở độ sâu từ 8 đến 10 mét dưới mặt nước biển. Jason the Carey Taylor là một nhà điêu khắc chuyên thực hiện các tác phẩm dưới nước. Ông chính là người tạo nên bảo tàng Musan. Những tác phẩm điêu khắc được cấu tạo từ thép, khung rỉ cao cấp kết hợp với các phần tử xi măng có độ pH trung tính. Musan tạo nên khu rừng dưới nước, thúc đẩy môi trường sống cho những loài sinh vật biển. Các bức tượng sẽ bị thay đổi bởi môi trường, chúng sẽ có những rặng san hô mọc lên đó. Bên cạnh đó, chúng còn thu hút khách du lịch tham quan, tìm hiểu môi trường sống dưới nước. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê công đường, ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Thái Nguyên, mẹ lái ô tô tông chết con trai 4 tuổi thương tâm. Chuyên mục Chuyện ngày mới, cuộc chiến chống dịch ở vùng sông nước. Thưa quý vị, thời gian qua tình trạng mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp vẫn diễn biến phức tạp, gây thất thu ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh không lành mạnh. Do đó, việc triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử vừa hỗ trợ hiệu quả cơ quan chức năng ngăn chặn nạn mua bán hóa đơn, vừa cảnh báo cho doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này qua phóng sự sau đây. Tháng 8 năm nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 3 đối tượng mua bán hóa đơn gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước với tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng. Vào tháng 9, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan quyết định khởi tố bị can xuất khống hóa đơn với tổng số tiền trên 354 tỷ đồng. Có thể thấy, nhu cầu mua bán hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, gian lận tiền thuế nhà nước là nguyên nhân khiến vấn nạn này vẫn tồn tại và ngày càng tinh vi. Nhu cầu sử dụng hóa đơn trong quyết toán cái tiền ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp cũng các như các cơ quan là rất lớn và là bắt buộc. Do đó mà các đối tượng đã lợi dụng cái việc này để thực hiện cái hành vi mua bán trái phép hóa đơn, làm thất thoát rất nhiều tiền của nhà nước. Thời gian qua, ngành thuế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng hóa đơn bất hợp pháp, nhưng còn gặp nhiều khó khăn khi chưa xây dựng được một cơ sở dữ liệu về hóa đơn. Khó khăn nhất thì vẫn quay trở lại câu chuyện là cái cơ sở dữ liệu để mà xác định cái hóa đơn đó của cái doanh nghiệp đó. Ngay tức thì có thể xác định được bao nhiêu hóa đơn đã xuất ra, bao nhiêu hóa đơn cụ thể là mua bán như thế nào. Qua quá trình đấu tranh với nạn hóa đơn bất hợp pháp, có thể nhận thấy nhiều doanh nghiệp sai phạm không do cố ý. Tuy nhiên, do không có cơ sở dữ liệu hóa đơn, không có sự cảnh báo nên việc quản trị doanh nghiệp chưa được hiệu quả. Giúp chúng tôi được một cái việc nữa là không bị hạn chế được cái việc là có những hóa đơn giả mạo. Trước đây tôi cũng đã từng gặp những cái trường hợp là khách hàng gọi điện đến hỏi là hóa đơn này có phải của chúng tôi không, thì đấy là hóa đơn giả chẳng hạn. Như vậy thì qua cái hóa đơn điện tử này, thì qua cái việc xác thực hóa đơn điện tử thì cái rủi ro đấy là chúng tôi thấy rằng là không phát sinh nữa. Với hóa đơn điện tử khi sử dụng thì sẽ tạo cái môi trường kinh doanh lành mạnh. Người khách hàng, người mua hàng thì hoàn toàn có thể yên tâm, người không sợ phải mua hóa đơn giả, hóa đơn của doanh nghiệp không còn địa chỉ kinh doanh, tạo cái sự minh bạch cho doanh nghiệp. Về phía cơ quan thuế thì có đầy đủ cơ sở dữ liệu để phân tích rủi ro, đấy, để ngăn ngừa, phòng ngừa cái vi phạm trong vấn đề sử dụng hóa đơn. Như vậy, việc triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử có sự quản lý của cơ quan thuế không chỉ thuận lợi, giảm chi phí mà còn góp phần khắc phục hiệu quả tình trạng gian lận sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 11, trên mạng xã hội đã chia sẻ vụ trộm xe máy hết sức liều lĩnh, manh động xảy ra tại một quán ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, gây bức xúc dư luận. Người bảo vệ mãi tập trung xem điện thoại, kẻ trộm ra tay bẻ khóa, lấy chiếc xe máy dựng trước mặt nhưng vẫn không hề hay biết.
Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại quán ăn trên đường Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân của vụ mất trộm xe là chị NM, 20 tuổi, ngụ quận Tân Phú, là một shipper. Theo chị M và hình ảnh camera an ninh ghi lại, tối ngày 20 tháng 11, chị đến cửa hàng bán đồ ăn trên đường Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình để lấy đơn giao cho khách. Khi đến quán, chị M để xe phía trước cửa hàng và có nói bảo vệ trông giúp. Tuy nhiên, khi quay trở ra, chị M không thấy xe đâu. Xem lại camera an ninh tại quán thì thấy nam thanh niên đã bẻ khóa lấy trộm xe chạy đi. Trong khi đó, người bảo vệ ngồi gần sát bên nhưng mãi xem điện thoại nên không hề hay biết. Theo chị M, chiếc xe máy chị mua từ năm 2019 với giá hơn 40 triệu đồng để đi lại và là phương tiện duy nhất để chị đi làm. Xe bị mất khiến chị M rất lo lắng và sợ bị khóa app, mất việc làm. Chị M đã trình báo công an. Liên quan vụ việc này, đại diện công an phường 2 quận Tân Bình xác nhận có xảy ra vụ trộm xe máy trên địa bàn và nạn nhân cũng đã trình báo công an. Hiện các bên liên quan cũng đã thỏa thuận đền bù việc mất tài sản. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, một vụ trộm điện thoại nhanh như chớp đã xảy ra. Nạn nhân cũng là một người phụ nữ. Người này cho biết do không rành đường nên để thiết bị trong hộc phía trước xe máy để xem bản đồ. Thế nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho kẻ xấu ra tay. Ngày 21 tháng 11, chị KT, tên đã được viết tắt, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đã đến công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, trình báo sự việc bị trộm điện thoại tại một cửa hàng trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Theo trình bày của nạn nhân, vào tối ngày 17 tháng 11, chị đến cửa hàng sửa nón bảo hiểm và để điện thoại trong hộc trên xe máy. Lúc này, một người phụ nữ chạy ngang qua thấy điện thoại nên lùi lại rồi tiến đến lấy điện thoại bỏ vào túi rồi lên xe chạy đi. Toàn bộ hành vi của người này bị camera ghi lại. Chị T cho biết do không rành đường nên chị để điện thoại trị giá 10 triệu đồng trong hộc để xem bản đồ. Vâng thưa quý vị, chủ quan chính là nguyên nhân lớn nhất mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được qua hai vụ trộm vừa rồi. Và cái giá mà các nạn nhân phải trả chính là tài sản của mình và những người xung quanh. Vì thế, hy vọng rằng người dân sẽ cảnh giác hơn nữa trong việc bảo vệ tài sản của mình. Đừng để mất đi thì mới nói đến hai từ giá như. Tiếp tục là một vụ trộm cây cảnh xảy ra tại Bình Phước. Theo dõi diễn biến vụ trộm do camera an ninh ghi lại, sau đây sẽ khiến cho quý vị bất ngờ về thủ phạm. Chiếc ô tô con dừng bên đường, một người đàn ông bước xuống, anh ta lên lề đường bưng hai chậu cây cảnh để lên xe. Sau đó anh ta quay lưng lại, bưng tiếp hai chậu cây cảnh nữa mang lên xe, rồi anh ta lại đem trả ba chậu và chỉ lấy một chậu, sau đó nhanh chóng lên ô tô đi mất. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Sau khi vụ việc xảy ra, công an phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã xác minh làm rõ vụ việc trộm cây cảnh này. Trước đó, anh Trần Văn Nam, chủ nhà nghỉ bờ hồ trên đường Hồ Xuân Hương, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thức dậy phát hiện chậu cây cảnh trước nhà bị kẻ gian lấy mất. Kiểm tra camera, anh Nam phát hiện khoảng 23 giờ 26 phút ngày 18 tháng 11, có một người đàn ông đi trên ô tô đã lấy mất chậu cây cảnh của anh. Theo anh Nam, trước đó nhà nghỉ của mình đã bị mất cắp nhiều cây cảnh. Vụ việc trộm cây cảnh đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Chuyển sang những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, một chiếc xe tải lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ mất lái tông vào cổng nhà dân bên đường, khiến cả tài xế và phụ xe tử vong. Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào ngày 21 tháng 11 trên quốc lộ 14, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo đó, tài xế Võ Minh Toàn, 35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, là người điều khiển xe tải trên lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Đến km 922 cộng 900 quốc lộ 14, do điều khiển xe không làm chủ tốc độ đã tông vào cổng nhà của ông Lê Quang Bình phía bên phải đường. Cú tông mạnh khiến cổng nhà và hàng rào nhà ông Bình bị đổ sập, chiếc xe tải bị lật ngửa, biến dạng, tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ. Thưa quý vị, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng thương tâm khiến một bé trai 4 tuổi tử vong và người gây ra tai nạn chính là mẹ của bé. Đây cũng là vụ tai nạn gây xôn xao mạng xã hội trong ngày vừa qua. Sau đây là thông tin chi tiết của vụ việc. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên, khoảng 9 giờ sáng ngày 21 tháng 11, tại km 117 250 quốc lộ 37 thuộc địa phận phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, chị TD, tên viết tắt, 31 tuổi, trú phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô mang biển số 20A43455 đã vô tình đâm va vào bé AM, tên viết tắt, 4 tuổi, con chị D, đang đứng cạnh đường và chạy theo xe ô tô của mẹ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng bé M đã không qua khỏi. Một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra sự việc,
Chị D đậu ô tô bên lề đường và cho bé em M ngồi lại ở trên xe rồi vào một cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Khi chị D mua đồ xong liền ra xe nổ máy và không để ý bé em M đã xuống xe từ khi nào. Thấy mẹ lên xe, bé em M đã cố mở cửa xe nhưng không được. Khi chị D điều khiển ô tô di chuyển, bé em M đã bám chạy theo xe. Đáng tiếc là người mẹ đã không phát hiện được sự việc cho đến khi đâm vào con thì mới biết. Quá đau lòng thưa quý vị, giá như người mẹ cẩn thận kiểm tra con mình có đang trên xe hay không, phát hiện bé kịp thời thì đã không dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này. Vụ việc này chắc chắn cũng sẽ cảnh tỉnh các bậc làm cha mẹ phải hết sức quan tâm con cái của mình một cách cẩn thận và khi chạy xe thì phải quan sát kỹ càng trước khi xuất phát, tuyệt đối không bao giờ chủ quan. Quý vị thân mến, dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện giã chiến, bấp bênh theo từng con sóng trên các tuyến sông, cách xa trung tâm huyện, tỉnh hàng chục km, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đường thủy, công an tỉnh Bạc Liêu đều không ngại khó khăn, nguy hiểm, vẫn duy trì bám chốt, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay mời quý vị cùng về Bạc Liêu để cảm nhận rõ hơn những khó khăn vất vả của các cán bộ chiến sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên tuyến sông. Trạm Cảnh sát Đường Thủy Ninh Quế, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, một trong những chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tuyến thủy nội địa trọng điểm với lưu lượng tàu thuyền qua lại hàng ngày rất đông. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, cán bộ cảnh sát phải chia ca trực 24/24 giờ, đảm bảo mọi phương tiện qua chốt đều được kiểm soát, khai báo y tế, ghi chép đầy đủ số lượng thuyền viên, số điện thoại, lịch trình đến đi từ bến bãi nào. Vào thời điểm nước rút, nhiều phương tiện không thể đến chốt kiểm tra, cán bộ cảnh sát điều khiển cano chuyên dụng đến tận nơi để kiểm tra người và phương tiện. Thực hiện công tác chốt chặn kiểm dịch tất cả các phương tiện vào địa bàn tỉnh, ngon chốt số 6 thì kiểm tra chặt chẽ đúng quy trình. Những cái phương tiện mà vào tỉnh thì kiểm tra khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn tất cả các bước. Còn những trường hợp mà nếu mà dương tính thì báo cáo ra chỗ trung tâm y tế huyện và những các ngành chức năng thì đưa đối tượng vào khu cách ly và điều trị và tiếp tục là công tác truy vết. Cùng với việc kiểm soát nghiêm tại 11 chốt chặn nơi cửa ngõ nhằm ngăn chặn kịp thời những trường hợp vi phạm, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh cũng phối hợp với Công an các địa phương thành lập các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường thủy nội địa. Với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, các tổ tuần tra lưu động hoạt động tối đa công suất với mục tiêu bao phủ và có mặt kịp thời trên các tuyến đường thủy lớn nhỏ toàn địa bàn. Mỗi ngày, có khi tổ tuần tra di chuyển hàng trăm km trên cano giữa các tuyến sông, bất chấp nắng mưa, nhọc nhằn, miễn sao địa bàn được ổn định, an toàn. Trong thời gian tới, thì đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền các cái quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như lồng ghép tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để nhằm cho người tham gia giao thông là nắm vững các quy định về phòng chống dịch cũng như các cái quy định khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa. Khó khăn vất vả là những điều đã và đang hiện hữu từng ngày, nhưng không làm vơi đi sự quyết tâm của lực lượng công an Bạc Liêu nói chung và cán bộ chiến sĩ cảnh sát đường thủy nói riêng. Tự hào biết bao là lực lượng tuyến đầu quyết tâm chiến thắng đại dịch vì sức khỏe nhân dân và sự phát triển ổn định của địa phương. Thưa quý vị, cuộc chiến chống COVID-19 của cả nước nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng tất cả những điều đó không làm chúng ta chùn bước, sờn lòng vì nhân dân cả nước cùng các lực lượng tuyến đầu đang dồn tâm, sức lực để kiểm soát dịch bệnh với mục tiêu đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch COVID-19. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.